phong tư lá phong phú tư là cục tròn bay bay thấy nên ai mà trái thông thông mà sau này vay cho mà rồi cái lô phải chia tầm bảy con nặng đọc phải chia cái sớm hơn chấm rau mặn chấm rau sả nặng chấm rau mặn này ít chấm muối mặn chấm đá mẹ chơi mẹ chơi nhận cô là nhận cô chơi nhôm đã cô chơi cô mặn bốn lọc đồng nhôm nhôm tới lại năm mươi năm tới muối này cô chơi nhôm đặt màu mà sang kia rồi spray mình đồ nhôm đặt màu tới lại ba năm mươi năm này hai tới viên đất sò anh à thôn tới vì ăn ăn đến đa chơi nhỉ được bữa này ấy vì tập chơi tới viên đa chơi nhỉ tới ăn mà rồi tới lại mình cho nên mình cứ cài cái plow chân thì tới vì trái dân học vì đọt thằng ham phô cài cài cái plow tất cả đây rèn nó vì cho họ cái này tới mấy cái trọng bóng của bọn bán là vừa mình cô lưu hàng trọng bọc ba chó tự nó mất trái nhỉ phô anh ấy vừa mình lôi ấy dương tình cả giờ mà bọt về tới hay tình ấy ở đại kê giờ mà bọt về đấy để thử là bọn ông đó là liền đấy đã bị buồn tròn cái chỗ lên rồi nhỉ hay đấy dân chấm mình chấm này tay về lôi chỗ vì mình ăn lôi vậy hương chân này rừng có bụi đấy miền ta sát đã ta cố chớ mà sao vậy ta cho mình liền đó này tích tự bốn trăm sao mà bắt đầu nó hốt tới mà bắt đầu nó đó là âm thầm nó tới ai dương tham mà liền nó về men và cắt tham mà liền này chuẩn cá lơ năng tiền dương vay thật tích đấy năng vay tích hết phần năng đây chơi ai đang tất cả petrol số ba ba hay phần này bây giờ thứ sáu của ban ban đồng pon này mà bảo lo chẳng ai nữa thầm thầm này phải đọc mai đọc mai thì ban đồng pon ấy chừng nay đam tuân quay một số tiền chừng nay làm ru về lia thai to mạnh nam mạnh ấy chứ ngày chừng nay mà xét mà hay bây giờ chị sang chứ miền ấy để chăm vô lùi nữa cà phê tự kê lùi chọn lùi chạy tới để giờ thử bóng chích mình nó chọn phải chơi nó bằng bốn mới khởi nhé một bê bê thầm thầm hay vì chọc ấy chọc ấy chẳng tiền trầy mà thầy mới đã gặp lọc là ấy chẳng là vì trầy vì kẻ gặp lọc chẳng là vì trầy vì chạy bị chỗ chất nào kìa rư gặp lọc nó trầy xì đại nâng ấy vì ẩn mình chẳng ấy xí vì xì rư gặp lọc trầy khá vì xì rư gặp lọc แต่ไทยร้อนนั่งวิ่งซีรุกพลาวไม่ไปซีอ่ะคนไทยติดตุยนี่วิ่งนั่งงี้ผมตอนจำตำดันวิดีโอคราวที่เดียวไปยมถอดสระประมาณสระเตียนตัวยมมาต้องยมเคยสระกี่จานยมจะต้องมาถอดเลยได้ยมอดสกได้เคยจังก็ไม่ร้อนสบายได้มันสักคนไหนยังบางคนเคยวิตรายชราในจังตัวเวียยังเนี่ยจนบอลยังเคยจังนั้นสบายใจต่ะ